Tại tỉnh Quảng Ngãi thì mưa lớn tập trung ở một số khu vực phía Bắc của địa phương này. Mưa liên tục nhiều ngày đang kéo theo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở sườn dốc ven sông suối tại các huyện miền núi như là Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Minh Long. Phản ánh của phóng viên Phúc Châu từ Quảng Ngãi. Tại Quảng Ngãi xuất hiện mưa lớn liên tục từ rạng sáng ngày 15 tháng 10 cho đến nay, tập trung chủ yếu tại các khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Ngãi, với lượng mưa đo được từ 150mm cho đến 230mm. Nhiều khu vực do mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền đã gây mực nước dâng cao, một số nơi được tràn từ sông, suối vào cả khu vực vùng trũng thấp, có nhà dân sinh sống. Tại huyện đảo Lý Sơn, mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ nhiều khu vực canh tác hành tỏi, dẫn đến nguy cơ thối úng. Nhiều người dân đã tranh thủ đội mưa, thu hoạch với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Theo dự báo, mưa lớn sẽ tiếp tục trong những ngày tới, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300mm, có nơi trên 350mm, gây nguy cơ ngập úng và sạt lở đất. Để chủ động ứng phó, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ban ngành, các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của mưa lũ, kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, nhất là người dân tại các vùng sâu, vùng xa, vùng có nguy cơ cao bị chia cắt do sạt lở đất. Đồng thời, chuẩn bị phương án rà soát, xây dựng kịch bản chi tiết, di dời sơ tán người dân, bố trí lực lượng canh gác 24 trên 24 giờ, cắm biển cảnh báo và kiên quyết trong việc ngăn cấm người dân đi lại qua các khu vực nguy hiểm, tạm dừng các hoạt động đò ngang và không để người dân đánh bắt cá, vớt củi trên sông trong thời gian có mưa lũ. Bên cạnh đó, chuẩn bị triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập úng trong các khu đô thị, khu công nghiệp, sẵn sàng vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ.